Rồi xin chào quý vị anh chị cô bác mình nha. Thì hôm nay em là về máy tài về số trúng nha anh chị. Máy tài số kia nó trúng, nó chặt hơi con này mà trúng bốn con. Trúng bốn con này không mà trúng nè. Đó, gần có nhiều tài lắm nha anh chị. Mà cái đây là được vô nè. Đó, cái đây vô nè nha anh chị. Đó, mấy cái người mà ta mua hàng hàng một chứ đây người ta không trúng nè. Mà ở đây mua hàng không trúng 6 triệu tài nè. Anh chị thấy không? Một tài, hai tài, ba tài, bốn tài, năm tài, sáu tài. Đó. 6 tờ thì người ta sẽ được 36 triệu nha anh chị. Đây nè, Gia Lai ngày 4 tháng 11 2024 nè anh chị. Phú Yên chứ, Phú Yên xin lỗi. Phú Yên nha anh chị, Phú Yên nè. À, Phú Yên nè. À, ngày 4 tháng 11 2024 thứ hai. À, 074334 đặt số 4 nha anh chị. À, còn mấy người kia xóm ta đưa là đặt đúng con này số 1 nè, cứ là số 1 có đặt mất nè. Số 2 cũng đặt luôn. Quá trời luôn mà người ta hàng không là trúng nè. Ở đây có ba số hàng không nên ta trúng nha anh chị. À, 6 tờ nè anh chị. Ngày 4 tháng 11 nè, Phú Yên nè. À, 22 đầu, còn 34 đuôi nè, 074334. À, bữa cũng chung máy tài đặc biệt giá phụ nha anh chị. Còn giá đặc biệt thì người ta chưa thấy nha anh chị. Nhiều khi ta yếm từ từ ta mưa lạnh sao nha anh chị. Ta trúng đặc biệt ngày khi có hầu họp người ta cũng chưa có muốn lạnh liền. Ví dụ vậy nha quý vị. Em không biết là có bị quỷ không, em ví số em đưa về thì em có khi các em cũng không để ý nha anh chị. Đó, nhưng mà nhiều khi là bón ra ngoài em cũng chưa biết nha anh chị. Nhưng mà hiện tại là đang mấy cái giải đây là trúng này là chung là 36 triệu là giải đây khuyến khích nè. Đó, còn mấy cái giải giáo phụ đặc biệt là chung em chung cũng 5-6 tờ rồi. Đó, 5 tờ, đúng rồi 5 tờ. Đó, còn ở dưới chung ở dưới đại lý của em là cấp 1 qua chung 8 tờ nè nha anh chị. 8 tờ đó. Đó là tới 13 tờ đó, còn nửa nha anh chị. Đó, 30 tờ nha anh chị. 30 tờ miền Trung giờ 30 tờ đó. Đó nha anh chị đây. Rồi thì mình cũng quay chia sẻ cho anh chị cô bác mình. Anh chị cô bác nếu mà có mua vé số mà có phát lạc phát tài thì trúng vé thì anh chị bất cứ cái vé giải lớn nhỏ nha chị. Em sẽ tới chung tặng nhà luôn, hoặc anh chị tới đồng 2 thôn Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Họ số điện thoại 0968634712 nha anh chị. Chung tặng nhà và quý vị là đến đây nha anh chị. Đó, phục vụ nha anh chị, uy tín nha anh chị. Cũng bàn chung là theo giá thị trường nha anh chị. Rồi, cảm ơn quý anh chị rất là nhiều đã xem video của em. Chúc cho anh chị mình có những ngày lựa những tờ vé số chúng lớn nha anh chị. Để đến với em sẽ chung giá cho anh chị nha, anh chị của quán nha. Em tranh thủ thời gian giờ này gần 3 giờ này, em phải đi đem số em đi trả với thành phố nha anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha. Yeah.